Chào các bạn, nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn về vấn đề RAM cho PC, như là lựa chọn RAM như thế nào, tháo RAM ra làm sao, nâng cấp có dễ dàng hay không. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp những thắc mắc đó của các bạn. Nào, bắt đầu thôi. Đầu tiên, các bạn cần chọn dòng RAM tương thích với main mà các bạn đang sử dụng. Ví dụ như ở đây mình sử dụng main B460, chuẩn RAM của nó là DDR4, thì mình cũng sẽ phải sử dụng một thanh RAM có chuẩn là DDR4. Với các bạn sử dụng đời main cũ hơn, ví dụ như là H81 thì chuẩn của nó sẽ là DDR3. Các bạn có thể lên website của Mingyang Computer hoặc là Google để check xem thông tin main của bạn đã sử dụng chuẩn RAM nào nhé. Tiếp theo là về bus RAM, các bạn nên chọn RAM có bus phù hợp với CPU và main mà các bạn đã sử dụng. Ở đây mình có CPU i5-10400, hỗ trợ bus là 2666, thì mình cũng sẽ sử dụng một thanh RAM có bus là 2666. Nếu như các bạn sử dụng bus quá cao như là 3600 hoặc là 3200 thì sẽ gây ra dư thừa và lãng phí. Các bạn có thể lên website của Intel hoặc là AMD để check xem thông số cụ thể mà CPU mình đang hỗ trợ bus RAM là bao nhiêu nhé. Ngoài ra, trên thị trường hiện nay có hai loại RAM chính, đó là RAM phổ thông và RAM SSD. RAM SSD thì được dùng trong những dòng máy chạm, máy server, nên là không thể lắp trên những dòng main bình thường được. Cách phân biệt thì RAM SSD thường là không có tản nhiệt màu mè và thường là một thanh màu xanh như thế này, vì chúng thường được dùng để làm việc. Cụ thể hơn thì trên RAM SSD thường có số chip nhớ là số lẻ và có một chip được riêng biệt như thế này. Khi mua các bạn cần lưu ý nhé. Tổng quan lưu ý khi chọn RAM có chuẩn và bus tương thích với CPU và main, không sử dụng RAM SSD tự sửa lỗi cho main phổ thông. Ok, giờ cùng mình đến với phần tháo ráp RAM. Vị trí khe cắm RAM trên mỗi dòng main có thể khác nhau, nhưng thường là ở vị trí bên phải CPU. Về số lượng RAM, thì hiện nay các main phổ thông đã sử dụng đồ chơi nó hết rồi. Để tối ưu thì các bạn nên sử dụng 2 hoặc 4 thanh RAM có cùng chuẩn và cùng thông số bus. Và đối với các dòng main có 4 slot cắm RAM như thế này, thì các bạn nên cắm từng cặp RAM vào vị trí 1, 3 hoặc 2, 4. Đây là quy định chung của các nhà sản xuất main. Nếu các bạn sử dụng 1 hoặc 3 thanh RAM hay là dùng 2 thanh RAM nhưng các bạn cắm vào vị trí 1, 2 hoặc 3, 4 thì main sẽ chỉ nhận là single channel và tốc độ không tối ưu bằng dual channel. Các bạn cần lưu ý điểm này. Ok, và bây giờ là các bước cụ thể. Đầu tiên, cần phải gắn lẫy ở các slot cắm RAM như thế này. Tùy vào loại main thì slot cắm RAM sẽ có 1 hoặc 2 lẫy ở hai đầu. Các bạn cứ gạt hết ra nhé. Tiếp theo, để xác định chiều cắm RAM thì các bạn để ý thanh RAM sẽ chia thành hai chân có chiều dài khác nhau. Ở giữa có một rãnh nhỏ tương ứng với vị trí ngăn cách rãnh ở trên slot. Lưu ý, chân tiếp xúc của RAM cần được đảm bảo sạch sẽ, không có bụi hay băng dính. Đặt RAM vào hai đầu, kê cho cân bằng, sau đó đè mạnh cả hai đầu của thanh RAM xuống, lẫy của slot sẽ tự động đóng vào. Để tháo RAM thì các bạn cần gạt lẫy xuống trước, sau đó nhấc thanh RAM ra. Tổng quan lưu ý khi tháo lắp RAM. Số lượng thanh RAM là 2 hoặc 4 để tối ưu dual channel. Lắp RAM vào vị trí 1, 3 hoặc 2, 4. Cần đảm bảo chân RAM không bị bẩn, cắm đúng chiều thanh RAM. Trên đây là hướng dẫn chọn, tháo lắp và nâng cấp RAM. Hy vọng video sẽ hữu ích với các bạn. Nếu thấy hay, hãy để lại một like, share và subscribe để đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.